Thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Dạ vâng, em đây ạ. Câu hỏi của bạn là gì? Em tức là bây giờ em đang có chuyện trục trặc về tình cảm ạ. Bạn Thì nói đi. Dạ, em và anh ấy là em có đi lao động ở bên Nhật và người yêu em là đi lao động ở bên Hàn. Tức là bọn em yêu nhau 3 năm nhưng mà yêu xa như vậy ạ. Thì khi mà về nhà gặp nhau một thời gian thì tức là bọn em lại có trục trặc và chia tay. Nhưng mà em tức là bây giờ em muốn giữ gìn cái tình cảm này, bởi vì năm nay em cũng nhiều tuổi rồi và em cũng hy vọng là bọn em sẽ về thì sẽ đi đến kết hôn. Nhưng mà bây giờ chuyện xảy ra như vậy và anh ấy không 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 muốn tiếp tục tình cảm với em nữa. Còn em thì vẫn muốn níu kéo và em không biết làm cách nào cả. Mong chương trình cho em lời khuyên ạ. Các bạn nhiều tuổi chưa? Em năm nay 27 tuổi rồi ạ. Thế à, thế còn anh chàng kia? Anh ấy 28 tuổi ạ. Cả hai đã có gia đình chưa? Dạ chưa ạ. À, thế mà quen nhau kiểu gì mà một bên Hàn bên Nhật mà quen nhau qua mạng xã em hội là à? Bạn cấp 2 với nhau ạ. À, tức là quen nhau từ nhà đúng không? Chứ đâu Vâng ạ. phải là sang đấy mới quen đúng không? Dạ vâng. Rồi, thế và tại sao, lý do tại sao mà anh ta muốn dừng lại? Tức là về nhà, bọn em mới về nhà mấy tháng thôi và cũng có nhiều vấn đề xảy ra và có nhiều khi là tranh cãi nhau ạ. Và Về cái vấn đề gì mà tranh cãi nhau đấy? Thì bọn em tức là những cái chuyện nhỏ nhặt hàng ngày thôi, nhưng mà khi mà nói chuyện với nhau thì nó cứ bất đồng quan điểm ạ. Và em là người lỡ lời nói lời chia tay. Nhân tiện là bạn nói chia tay là anh ta chia tay luôn đúng không? Dạ vâng ạ. Hình như anh ta đợi cái câu của ý là từ lâu rồi đúng vâng. Chắc là không? Rồi, vậy thế là ạ. về Việt Nam thì hai người đang làm việc gì đấy? Bọn em mới về và em thì bây giờ thì em đi đang học tiếng thêm, nâng cao tiếng Nhật và sẽ xin việc tiếng Nhật ạ. À rồi. Vâng, tức là sau khi chia tay tức rồi. Là tận dụng những cái kiến thức mà mình đã có ở bên Nhật để mình nâng Dạ cao vâng. thêm đúng không? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, anh chào em, anh nghe câu chuyện em chào rồi. Anh ạ. Anh thì anh hiểu thế này, tức là hai em thì biết nhau ở nhà, thế dạ. Xong rồi cũng có tình cảm ở nhà rồi, thế sau đấy không thì ạ, không ạ, ở nhà chưa ạ. Ở nhà tức là cấp 2 thì anh ấy có thích em, thích em mấy năm cấp 2 luôn ạ. Xong là sau đó cấp 3 thì học khác trường. Rồi anh ấy tốt nghiệp xong cấp 3 là anh ấy đi sang Hàn luôn. Còn em thì một thời em gian mới sau đi thì mình cách đi đây ạ. 3 năm. Thì sang bên đấy rồi thì vài tháng, sang đấy được vài tháng thì bọn em bắt đầu yêu nhau. Tức là Cứ yêu xa như vậy. Yêu xa như vậy đúng không? Dạ vâng. Còn thì thực sự để mà gọi gần gũi nghĩa là từ cái đợt về. Mà chính vì gần gũi ban đầu mới thấy rằng là nó có nhiều vấn đề trục trặc. Chuyện gì cũng có thể xích mích nhau. Tức là khi mà yêu xa thì bọn em cũng hay giận nhau lắm, hay cãi nhau lắm. Nhưng mà anh ấy có một kiểu là anh ấy giận rất là dai. Và lần nào giận thì cũng là em làm lành trước luôn. Anh ấy giận là anh ấy tắt hết liên lạc rồi, lại chặn liên lạc em một tháng sau. Xong rồi em cứ cố gọi điện vào số điện thoại của anh ấy ở bên Hàn đó. Thì anh ấy bắt đầu khoảng một tháng sau thì anh mới nghe và anh mới liên lạc lại với em. Và sau đó lại lành và cứ như vậy trong khoảng 3 năm. Rồi về nhà thì bọn em cũng xác định là về nhà thì sẽ đến với nhau, sẽ lấy nhau. Rồi giới thiệu dẫn sang nhà ra mắt hết rồi, giới thiệu bạn bè rồi hàng xóm rồi anh em họ hàng hết rồi ạ. Chỉ là chưa chính thức là hai gia đình gặp mặt chưa chính thức như vậy. Và Thôi thì cái chuyện yêu xa, mình đi lao động đôi khi mình cũng cô đơn cũng buồn, có một cái người bạn để mà mình tâm sự cũng rất là tốt, nhưng thực ra nó không giải quyết được vấn đề gì. Bắt đầu thì nếu mà chính thức gọi là để gần gũi để mà tìm hiểu tâm sự là mới gần đây nhất thôi đúng không? Này thế hai em mà hay cãi nhau ấy, có cãi nhau đến vấn đề tiền bạc không? Vấn đề tiền bạc thì bởi vì anh ấy đi sang Hàn thì anh ấy làm được nhiều tiền hơn em, bởi vì anh ấy đi rất là lâu rồi. Anh ấy đi 7-8 năm rồi, anh ấy làm được nhiều tiền. Còn em đi Nhật về 3 năm thì em cũng chỉ được một ít thôi. Nên là về thì bọn em chưa biết làm gì cả. Thời gian đầu rồi cũng băn khoăn bởi vì bọn em xác định ở quê ấy.
thì không lên thành phố, không lên Hà Nội hay là làm gì thì nó ở quê thì ít sử dụng đến nhiều tiếng Nhật ấy. Nên là em quay ra em tính là em buôn bán, em buôn mỹ phẩm rồi bán quần áo, nhưng mà thời gian đầu thì nó cũng khó khăn, nó chưa được ấy. Nên là cũng 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 nhiều vấn đề nảy sinh rồi ở trong cuộc sống bình thường cũng thế ạ. Tức là em cũng nóng tính mà anh ấy còn nóng tính hơn. Nhưng mà anh ấy nóng tính mà anh ấy cũng giận dai nữa, nên là nhiều khi em nóng tính xong em nói xong là em thôi, em lại làm lành với anh ấy, nhưng mà anh ấy cứ hờ hững, rồi dần dần em không hiểu sao mà về nhà thì cứ hờ hững và những cái lần cãi nhau thì nó nặng nề hơn rất là nhiều. Ở bên kia em không phải là người nói chia tay đâu, nhưng mà về nhà thì cũng không hiểu tại sao bằng một cách gì đó mà em cãi nhau rồi em cứ nói chia tay. Anh sợ rất là này, hai người về mặt cuộc sống chưa ổn định, có được một chút tiền cả phía này phía kia, nhưng mà bây giờ nghĩ cho cá nhân mình cũng còn chưa, nó chưa rõ ràng lắm là mình sẽ làm gì, sinh sống ở đâu, kinh doanh tiếp hay là lại chuẩn bị lại lo một chu kỳ đi Hàn nữa, hay là ở nhà mở cửa hàng cửa hiệu kinh doanh, hay là mua đất ở mặt phố để làm nhà để vân vân. Thế thì bản thân anh ấy cũng đã về cuộc sống của anh cũng chưa chưa ổn định, cho nên là cái chuyện mà xác định là lấy vợ thì chắc cũng chưa phải là khẩn cấp. Cộng lại là mình đã bực cả mình, bây giờ được tí tiền về chưa biết làm ăn gì, còn đang rối bời lên, lại còn cứ lần nào gặp cũng hay cãi cọ nhau, thành ra thấy nó cũng chán. Thật ra thì tưởng rằng là xa nhau mấy năm như thế được gặp nhau thì chắc là chỉ có ríu rít vui vẻ, ra giờ cùng nhau bàn bạc là đấy thôi, thì em thực ra làm ăn như thế giờ em có mỗi 500 triệu, anh thì khoe anh có 1,5 tỷ. Thế thì anh ấy bảo rằng thế thì chúng ta lấy nhau, chúng ta sẽ mua một mảnh đất ở chỗ Bần ấy để mình xây nhà 4 tầng, tầng 1 thì cho làm cửa hàng cửa hiệu để em kinh doanh, còn tầng 3 vân vân, rồi anh sẽ tiếp tục đi làm ở khu công nghiệp Mỹ Hào chẳng hạn, ví dụ như thế. Tức là nó phải có những cái bàn bạc cho cái hướng tương lai chung, chứ còn thì cuộc sống đang sống mấy năm ở nước ngoài chỉ có là đi làm, và nghĩ có hai việc lớn, đó là cố đi làm để có tiền, và ngoài ra lúc rảnh rỗi thì gọi điện cho người yêu. Bây giờ nó phải đối mặt với cuộc sống mới, có nhiều thứ lắm. Thế rồi còn người bàn ra tán vào chứ. Ví dụ như bố mẹ bảo là việc gì phải 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 yêu với lấy cái cô mà đi Nhật ấy về. Ở nhà đã nhắm cho cái hoa nhà bà nụ cái kìa. Con ấy vừa thao vát vừa xinh xắn mà nó bây giờ nó đi làm công ty đấy, tháng 11 12 triệu. Rồi thấy nghe cũng vẻ gật gù. Thế thì thật ra thì mình đừng có cho rằng là đã yêu nhau 3 4 năm mà cho rằng là vừa mới quay trở lại làm quen tìm hiểu nhau thực sự mấy tháng gần đây mà thấy có quá nhiều trục trặc. Và anh ấy thì có vẻ không nhiệt tình, không 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 gì lắm. Thì mình không áy náy vì cái chuyện là sao yêu nhau 3 4 năm mà bây giờ anh lại phản bội hay gì cả. Cái yêu xa kia là không tính nữa nhé. Còn đây là giai đoạn tìm hiểu, nhưng mà ngay cả tìm hiểu thôi cũng đã thấy có nhiều khoản trục trặc rồi. Khi các bạn cần có ai đó để chia sẻ những băn khoăn, nỗi niềm trong tình yêu, hôn nhân và gia đình hay những khúc mắc về sức khỏe sinh sản, giới tính, hãy nhấc điện thoại và gọi 1900 6802. Tổng đài tư vấn Ánh Dương sẵn sàng lắng nghe và nhanh chóng giải đáp các vấn đề của bạn. Đặc biệt, bạn sẽ có cơ hội được tư vấn bởi các chuyên gia của chương trình Cửa sổ tình yêu suốt các ngày trong tuần. Hãy gọi 1900 6802 để chia sẻ những tâm sự thầm kín bạn nhé. Tổng đài tư vấn Ánh Dương 1900 6802. Chúc các bạn năm mới tràn đầy hạnh phúc. Còn mình bảo là mình níu kéo, nhưng thật ra níu kéo chẳng nhẽ mà anh ơi anh cứ yêu em đi, cứ lấy em đi à? Em chỉ có một mình anh thôi, mấy năm rồi ở bên ấy có rất nhiều người thích em nhưng em cũng chả thích, vì là em đinh ninh là có anh rồi. Nói thế khi người ta đã không xung động, người ta không ấy thì cũng rất là khó. Anh nghĩ là đợt này kể cả em cũng như anh ấy bình ổn tinh thần, ổn định cuộc sống mới, làm quen với cuộc sống ở đây đi, thì khó khăn lắm đấy. Bán hàng hay là kinh doanh hay là làm cái gì thì cái đấy nó ổn định như đã, an được cư thì rồi mới lạc nghiệp, rồi rồi tình yêu tình nghĩa nó mới đến được. Còn bây giờ
vừa mới đi được vài tháng về tiền cũng chả nhiều, nếu mà không ổn định được một cái việc gì làm quay đi quay lại rồi tiêu hết, rồi lại lao vào buôn bán mà buôn bán những thứ mà nó chưa quen đấy, ôm một đống hàng về mà nó ế nó cũng lại chết rồi. Bao nhiêu năm công sức mình làm được rồi đổ xuống sông xuống biển, việc lớn nhất chính là mình ổn định cuộc sống của mình, tìm một con đường làm ăn đi. Khi cuộc sống nó ổn định rồi, mình hòa nhập với cuộc sống mới rồi, rồi có hướng làm ăn rồi, tự nhiên chẳng phải anh này mà khối anh khác người ta tìm đến. Chứ còn cái anh lửng lửng lơ lơ này em không phải lụy đến mức độ mà phải đi níu kéo rồi van lại gì, biết đâu anh đang có một cái định hướng mới thì sao, đúng không? Anh ấy bây giờ em cũng nghĩ biết được là anh ấy đã tìm hiểu rất là nhiều người rồi, tìm những người trẻ hơn em rất nhiều. Tức là em thì ngay từ khi bắt đầu yêu thì em đã biết là em là người yêu nhiều hơn, và em luôn hướng về anh ấy. Thì bây giờ cũng vậy, dù cãi nhau rồi, dù em níu kéo nhưng anh ấy dùng rất nhiều lời lẽ nặng nề đối với em. Anh ấy xua đuổi rồi thậm chí là nói những lời làm tổn thương em rất nhiều, nhưng em cũng không hiểu tại sao em cứ có tình cảm với anh ấy và vẫn muốn quay về với anh ấy. Tức là bọn em đã chia tay nhau 3 tháng rồi, nhưng mà em vẫn chưa thoát ra được cái tâm trạng đấy. Và bây giờ dù em đi học hay em đi làm gì, em vẫn cứ nhớ mong và vẫn cứ muốn quay lại với anh ấy. Rồi em nhớ thì em cứ nhớ, bởi vì em chưa có ai, em chỉ có người duy nhất. Mà khi ta có cái duy nhất ấy nó mất thì ta thấy đau xót hơn. Còn người ta có nhiều những cái gọi là phương án khác nhau ấy, thì người ta mất mình người ta chả tiếc, mất mình thì còn cái phương án B, phương án C, phương án D, đúng không? Chẳng qua là bây giờ vì mình chưa ổn định mọi sự cho nên đầu óc mình chỉ có quanh quẩn đến chuyện là nhớ nhớ nghĩ nghĩ. Kỷ niệm thật ra chưa có gì là nhiều, toàn tự mình tưởng tượng ra. Chứ ra bảo là sống với nhau cùng làm ở bên Hàn hay cùng ở bên Nhật với nhau suốt 3 năm ấy, gắn bó đã từng chia nhau từng cái bánh mì, có những hôm trời rét đêm cả hai đứa đói phải chia nhau một nửa gói mì tôm, rồi cứ nghĩ đến những cái kỷ niệm đẹp ấy mà mình tiếc thì đã đành. Còn đây thì có cái gì tiếc đâu, chẳng qua là anh ấy chưa mang lại gì cho các em cái sự vui vẻ hạnh phúc cả. Toàn khó chịu buộc mình mới xua đuổi mới làm xúc phạm. Thế nhưng vì mình không có ai cho nên là cứ bấu víu lại nó như là một cái phao cứu mạng hay là cái cọc ấy, mà như người chết đuối vẫn phải cọc ấy. Thế thì anh bảo là bây giờ thì buông cái cọc ấy ra, làm ăn đi, xác định cuộc sống đi, ổn định rồi mình có sức khỏe, mình nhanh nhẹn, mình tháo vát, mình kinh doanh làm ăn được, làm ra tiền thì mình có nhiều những cơ hội khác. Sao mình cứ phải khổ sở, mình lao vào một cái chỗ mà người ta cứ xua đuổi mình, người ta không trân trọng mình, đúng không? Có đấy, bây giờ có đến nhà mà có ăn vạ, có dọa rằng nếu mà anh không lấy em thì em chết thì người ta cũng chả thương đâu mà. Thế cho nên không có gì phải khổ sở thế mà nhé. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Dạ, vâng ạ. Hy vọng bạn sẽ có cái đường hướng về cuộc sống tương lai của mình một cách đúng đắn.